Một thông tin cần lưu ý về tình hình sản xuất vụ lúa đông xuân muộn. Thưa quý vị, theo số liệu đo đạt từ cơ quan chuyên môn, độ mặn ghi nhận được tại các cống đầu nguồn của tỉnh Sóc Trăng đã bắt đầu tăng cao. Nếu cộng hưởng cùng tác động của hiện tượng El Nino, khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp là rất cao nếu không chủ động biện pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt là đối với trà lúa đông xuân muộn. Trước tình hình cấp bách này, thì sáng nay ngày 23 tháng 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan và một số địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cao nhằm thống nhất giải pháp kiểm soát tốt tình hình sản xuất vụ lúa đông xuân muộn trong điều kiện mặn xâm nhập. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được 31.045 ha lúa đông xuân muộn, trong đó diện tích nằm ngoài kế hoạch là trên 902.000 ha. Hiện nay, giá lúa dao động từ 9.200 đồng đến 11.500 đồng một ký và khả năng sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Với mức giá lý tưởng này, diện tích xuống giống vụ đông xuân muộn ở những địa phương thuộc vùng có nguy cơ được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao. Mặc dù chủ trương sản xuất lúa đông xuân muộn không được các huyện Trần Đề, Long Phú, Kế Sách khuyến khích, nhưng theo nhiều địa phương, việc kiểm soát tiến độ gieo xạ trong dân là rất khó, bởi phụ thuộc lớn vào nhận định chủ quan từ phía người trực tiếp sản xuất. Do đó, giải pháp được các địa phương tập trung triển khai là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo đối với những địa bàn chưa xuống giống, đồng thời tích cực công tác vận hành công trình thủy lợi để kịp thời tiếp nước ngọt khi độ mặn ở ngưỡng cho phép, nhằm đảm bảo phục vụ tốt trà lúa tại những khu vực đã xuống giống. Đối với những cái diện tích mà đã xuống giống rồi, thì phòng nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các chi cục thuộc trực thuộc sở đó, để thông tin kịp thời cũng như là gia cố đê bao rồi đó là vận hành cái hệ thống cống cho nó phù hợp để đảm bảo tích trữ nước ngọt, đảm bảo tưới tiêu cho những cái diện tích mà đã lỡ xuống giống rồi. Còn về giải pháp sắp tới thì ủy ban huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cho ngành nông nghiệp cũng như là ủy ban các xã thị trấn là cố gắng tiên trì để cho người dân không xuống giống nữa. Và trong trường hợp đặc biệt nếu người dân vẫn tiếp tục thì có thể là dùng tới cái giải pháp là yêu cầu bà con cam kết để không xuống giống, bởi vì mình biết là khu vực Trần Đề là xâm nhập mặn, mà mặn thì cũng khả năng thiếu nước rất là lớn. Sẽ tiếp tục là khuyến cáo bà con không có xuống giống cái vụ đông xuân muộn. Rồi cái còn đối với cái những cái diện tích mà đã xuống giống thì người dân mình không có khuyến cáo, nhưng mà người dân xuống giống thì cũng có cái giải pháp để mà bảo vệ, đặc biệt là phải đo mặn để mà khi mà có nước đủ cái độ mặn cho phép thì sẽ lấy vào để mà phục vụ cho bà con, chứ không có nghĩa là mình không có khuyến cáo nhưng mà mình cũng phải lấy nước để cho bà con bảo vệ cái diện tích mà đã lỡ xuống giống rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động người dân thì không nên làm vụ ba mà chuyển một phần thôi, một phần cái diện tích chứ không có làm hết, một phần thôi để mà chuyển sang trồng rau màu để mà cải thiện cái cuộc sống của bà con. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2023-2024 xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm, tương đương năm 2020-2021. Trong thời kỳ cao điểm vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, có thể xảy ra thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn vào sâu các cửa sông. Tại Sóc Trăng, tính riêng từ đầu tháng 1, công ty cổ phần thủy lợi tỉnh đã tiến hành hai đợt tiếp nước phục vụ cho vùng sản xuất lúa ở hệ thống thủy lợi Long Phú tiếp Nhật. Tuy nhiên, nếu độ mặn vượt ngưỡng 1,5 phần ngàn, toàn bộ hệ thống cống phục vụ công tác trữ ngọt buộc phải đóng hoàn toàn để ngăn mặn. Nguồn nước dự trữ trong hệ thống chỉ có thể phục vụ tối đa trong khoảng 20 ngày. Khó khăn lớn nhất trong công tác vận hành hệ thống cống còn là việc xung đột nguồn nước giữa trà lúa đông xuân chính vụ đang trong giai đoạn trổ chính và khu vực cần nguồn nước phục vụ các khâu làm đất, chuẩn bị gieo xạ vụ lúa đông xuân muộn. Đặc biệt là rất khó có thể đảm bảo việc điều tiết nước hài hòa trong sản xuất lúa giữa vùng đầu nguồn và vùng cuối nguồn của hai địa phương nằm trong vùng hệ thống thủy lợi khép kín Long Phú tiếp Nhật là huyện Long Phú và huyện Trần Đề. Một vấn đề nữa là khi mà vận hành cống vào thì cũng có một số điểm người ta vẫn là dùng chủng, còn là dùng chủng ví dụ như điển hình như là chỗ khu vực cống cái xe đó, thì tụi tôi lấy nước vào thời điểm này thì muốn lấy nước vào rất là khó, không phải dễ, khi mà có nước là phải lấy, còn nếu mà mình không lấy thì mặn lên thì đâu có lấy được đó, nhưng mà khi lấy vào thì bà con lại ngăn cản không cho, thậm chí là cũng gây khó khăn gì lắm đó. Thì tôi nghĩ là cũng nên là chỗ Long Phú với Trần Đề nó cũng nên là xem cái chỗ này để đầu tư.
Một khi hạn mặn tiếp tục tăng cao và lấn sâu vào nội đồng, thiệt hại về năng suất và chất lượng đối với trà lúa đông xuân muộn là rất cao, khi phần lớn diện tích lúa đều sẽ trổ chín vào đúng cao điểm mùa khô. Nguồn nước ngọt dự trữ sẽ không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của các vùng sản xuất. Trước tình hình này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương thuộc vùng nhạy cảm với xâm nhập mặn cần tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để người dân cập nhật kịp thời thông tin về diễn biến độ mặn, từ đó lựa chọn hình thức sản xuất phù hợp thay vì canh tác lúa đông xuân muộn. Riêng cơ quan chuyên môn cần quan tâm rà soát lại toàn bộ các hệ thống bờ bao, hệ thống cống để chủ động điều tiết nước, tập trung khuyến cáo nông dân có phương án sử dụng nước tiết kiệm hợp lý để đảm bảo an toàn thành quả sản xuất trong điều kiện hạn mặn. Tôi đề nghị các địa phương như là chỗ các khu vực của vùng mà khả năng là bị tác động hạn mặn, đặc biệt là Long Phú thì Trần Đề là chỉ đạo các xã là khuyến cáo cho bà con là không nên tiếp tục xuống giống nữa ở thời điểm này. Nhưng mà chúng ta xuống giống ở thời điểm này thì cái nguy cơ thiệt hại do thiếu nước rất là cao. Cho nên là đề nghị các địa phương quan tâm. Riêng về các cái trà lúa mà đã xuống giống rồi đó, thì đề nghị chi cục thủy lợi, các đồng chí chủ động tham mưu phối hợp với các địa phương để làm sao mà chúng ta vận hành điều tiết nước để cố gắng để đảm bảo phục vụ cho bà con. Phân tích rõ để bà con cũng đồng hành, cũng nắm được cái thông tin này để đồng thuận với chúng ta trong cái việc mà cơ cấu mà xuống giống của cái vụ đông xuân muộn ở những cái vùng nhạy cảm nguy cơ mà hạn thiếu nước. Rồi đề nghị chi cục thủy lợi và tham mưu để phối hợp triển khai tốt các cái chương trình kế hoạch này cùng với các địa phương để chúng ta thực hiện tốt. Từ sau đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016, công tác ứng phó xâm nhập mặn tại tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khi con số thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp đã giảm dần theo từng năm. Kết quả này ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo điều hành. Quan trọng là sự đồng thuận cao từ phía người dân. Và thiệt hại do tác động từ xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024 nhiều khả năng cũng sẽ được khống chế hiệu quả một khi khuyến cáo từ cơ quan chuyên môn tiếp tục được bà con nông dân tuân thủ tốt.